Nữ diễn viên Lee Han Seo sang sống cuộc sống tốt nhất của cô với BTS. Nếu bất cứ ai đến một quốc gia trên kiếp trước của họ, thì đó là Lee Seo. Làm thế nào bạn có thể giải thích may mắn vô cùng của cô ấy? Nữ diễn viên Lee tháng lương này chỉ mới 10 tuổi, nhưng cô ấy đã tham gia hơn 15 bộ phim và K-drama, bao gồm Goblin, I'm Not a Robot and Find My Way. Nhiều fan của BTS đã được giới thiệu với Lee Han Seo thông qua trò chơi di động mới của BTS, BTS World. Trong BTS World, Lee Han Seo là Eren, một cô bé ngọt ngào tạo nên mối quan hệ với Jin, chủ khách sạn đẹp trai trong chuyện Another Story. Người chơi đã yêu những cảnh quay của họ và rất thích nhìn thấy ngôi sao Jin và Lee Han Seo trong một bộ phim truyền hình cùng nhau. Vào ngày 3 tháng 7, Lee Han Seo đã thông báo bên trang Instagram của cô cùng với loạt ảnh dễ thương cùng với BTS. Chúng tôi đã chờ đợi rất lâu cho BTS World và cuối cùng cũng đã ở đây. Nếu bạn tò mò về hình ảnh em bé Lee Han Seo cùng với sự tuyệt vời của BTS, hãy chơi trò chơi. Lee Han Seo đóng phim với Jin, hiền lành và đẹp trai.